Mưa to kèm theo gió lớn đã khiến một cây sao đen ngay trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị ngã, đè vào một người phụ nữ bị thương nặng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều ngày hôm qua. Theo người dân chứng kiến, thời điểm này trời mưa to, gió giật rất mạnh. Người phụ nữ vừa chạy xe đến thì cây sao đen bất ngờ bị gió xô bật gốc, đổ ngang đè trúng. Người dân xung quanh đã hô hoán cùng nhau nhấc cây ra để đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cây sao đổ chắn ngang đường làm hư hỏng một bình biến áp của ngành điện và một ô tô 5 chỗ đang đậu.